Bạn biết cuộc đời của một người phụ nữ trải qua như thế nào không? Lúc học cấp 1 thì vô lo vô nghĩ, ngày nào cũng vui vẻ. Khi lên cấp 2 đã bắt đầu biết chú ý đến ngoại hình. Vài năm sau, hai cái bánh bao bắt đầu lớn lên, khiến các cô bé sợ bị người khác nhìn thấy. Vì vậy hay mặc quần áo rộng thùng thình, ngày nào cũng phiền muộn vì mấy chuyện vụn vặt. Sau khi lớn lên mông như quả bóng bị bơm hơi, trổ dáng ngực tấn công mông phòng thủ. May mắn là tâm lý của cô gái đã dần trưởng thành, bắt đầu chấp nhận con người thật của mình, mặc lên người những bộ quần áo yêu thích. Đàn ông đi qua đường sau khi nhìn thấy cô cũng bị mê hoặc, thậm chí còn huýt sáo. Người phụ nữ sau giờ làm việc đi chạy bàn, đây không phải cuộc sống mà cô mong muốn. Nhờ vào sự nỗ lực của chính mình, cô ấy đã thành công. Trong lúc đỉnh cao của cuộc đời, lại gặp được ý trung nhân. Sau khi kết hôn, cô nhanh chóng có thai. Cô ấy bắt đầu ngưỡng mộ dáng người mảnh mai của mình trước đây. Một người phụ nữ có con rất mệt mỏi, ngày nào cũng phải sống trong tiếng khóc trong tã bỉm. Cho đến khi đứa trẻ lớn lên, dáng người cô ấy vô cùng xồ xề. Để lấy lại vóc dáng như xưa, người phụ nữ chạy bộ giảm cân cũng không có tác dụng. Đến khi trung niên, không còn ai chú ý đến chuyện này nữa. Nhìn thấy những bộ quần áo đẹp trong cửa hàng, cô quyết định quay về thời thanh xuân một lần, trang điểm lè lẹt vênh váo ra đường. Cho đến khi nhìn thấy mình trong gương, người phụ nữ mới nhận ra mình nóng mắt như thế nào. Sau 50 tuổi, người phụ nữ ấy dần trở nên già nua, không ai để ý đến nữa. Bà ấy lại tiếp tục nuôi dạy cháu gái trưởng thành, chấp nhận một cuộc đời bình thường. Dân làng ở đây thật kỳ lạ, họ thích theo dõi cuộc sống của người khác, hơn nữa còn bị tham vọng sai khiến. Bà cô siêng năng sáng nào cũng dọn dẹp vệ sinh, nhưng thực ra đang hái trộm trái cây. Còn vị linh mục đáng kính này bước vào nhà thờ dưới ánh mắt của dân làng. Ông ấy nhân lúc dân làng không chú ý, lén lút trốn dưới gầm bàn uống rượu. Thậm chí khi về nhà, còn nhổ nước bọt vào phạm nhân trong tù. Mặc dù tù nhân có vẻ thờ ơ, nhưng khi linh mục rời đi, anh ấy bắt đầu đào đường hầm thực hiện kế hoạch vượt ngục. Còn ông lão trên lầu đang giấu rất nhiều vàng dưới gầm giường. Ông ấy ôm vàng lên mơ về tương lai hạnh phúc. Ai ngờ vàng phát sáng, lão vương nhà bên nhìn thấy, hắn bỗng nảy sinh ý định giết người cướp của, quay vào nhà mắng tiểu Mỹ nấu cơm không ngon. Nhưng tiểu Mỹ không hề tức giận, thay vào đó là xách giỏ đi hái rau. Đừng thấy cô ấy dịu dàng tao nhã, thực ra mỗi lần ra ngoài, tiểu Mỹ đều liếc mắt đưa tình với người đàn ông trồng cây. Trong làng có một bà già hay ghen ăn tức ở, thích theo dõi người khác. Nhất cử nhất động của tiểu Mỹ đều bị bà lão phát hiện. Hôm đó sau khi cầu nguyện xong, dân làng ai về nhà nấy, hai ông bà già ló đầu ra ngoài hóng hớt, còn đôi mèo mả gà đồng kia thì bắt đầu vụng trộm. Tiểu Mỹ tránh né ánh mắt của bà bão, cùng người đàn ông đeo kính vào rừng sâu tập thể dục. Bà lão không nhìn thấy tiểu Mỹ thì tức giận đùng đùng. Còn linh mục trốn sau bia mộ, lén lút uống rượu vang một mình. Lão vương bên kia lại nhìn thấy ánh sáng vàng lóe lên. Tham vọng sai khiến người đàn ông làm chuyện tày trời, chỉ thấy hắn ta bắc thang, treo tường lẻn vào phòng ông cụ. Ông cụ hốt hoảng, mặc dù rất tiếc của, nhưng thực lực của hai người chênh nhau. Chẳng mấy chốc ông ấy bị lão vương ném ra ngoài, rồi ôm hết số vàng làm của riêng. Người đàn ông đeo kính đang hành sự trong rừng nghe thấy tiếng động, vội vàng ra ngoài kiểm tra. Anh ta biết chồng tiểu Mỹ làm ra chuyện này, thế là leo thang muốn đưa hắn ra ngoài pháp luật. Sau này tập thể dục với tiểu Mỹ cũng thuận tiện. Không may là bà lão nhìn thấy xác ông cụ trên mặt đất thì hét toáng lên. Dân làng nghe thấy vậy lập tức chạy đến. Họ mặc kệ lời giải thích của người đàn ông đeo kính, khăng khăng anh ấy là hung thủ, sau đó nhốt người đàn ông đeo kính vào tù. Dân làng hận anh đến tận xương tủy, ngay cả bạn tù cũng khinh thường anh. Còn lão vương lấy được vàng thì cười hả hê, thậm chí còn giúp ông cụ làm đám tang. Từ đó trở đi, dã tâm của dân làng dần dần được hé lộ. Họ chặt cây ăn quả do người đàn ông đeo kính trồng, làm một chiếc giá treo cổ. Người phụ nữ hiên ngang ăn táo trước mặt mọi người, linh mục cũng không còn lén lén lút lút, trực tiếp nâng chén rượu vang với dân làng. Tiểu Mỹ nhân lúc mọi người không chú ý, đưa sẻng cho người đàn ông đeo kính bị nhốt trong tù. Sau khi có sẻng, anh ấy nhanh chóng hoàn thành đường hầm thông ra ngoài. Thấy người đàn ông đeo kính bỏ trốn, tù nhân kia cảm thấy không công bằng, thế là vội vàng báo tin này cho dân làng. Biết tin người đàn ông đeo kính vượt ngục, dân làng cầm vũ khí chia nhau ra tìm. Để tránh dân làng, người đàn ông đeo kính đành phải leo lên mái nhà. Không ngờ gặp phải chồng tiểu Mỹ ở trên đó. Hắn ta chuẩn bị đẩy anh ngã khỏi mái nhà thì tiểu Mỹ đến, nhưng cơ thể yếu ớt của cô bị chồng quăng luôn xuống đất. Người đàn ông đeo kính tức giận đấm vào đầu lão vương, sau đó hắn ta mất nhận thức rơi từ mái nhà xuống. Trên đất vẫn còn mắt kính của người đàn ông, không bị chồng khống chế, tiểu Mỹ dẫn nhân tình trốn ra khỏi làng. Đến đêm đàn kiến đi tha mồi, bò lên người lão vương. Mãi đến sáng hôm sau, dân làng phát hiện trên đất có một bộ xương trắng, bên cạnh có một chiếc kính. Họ cho rằng bộ xương này là người đàn ông đeo kính kia. Từ đó ngôi làng lại trở về trạng thái yên tĩnh như bình thường. Tiểu Mỹ nhìn ngôi làng bị tham vọng nuốt chửng, quyết định cùng nhân tình rời khỏi đây, sống một cuộc sống vất vả khổ cực. Vì muốn thắp sáng bầu trời đầy sao, pháp sư ánh trăng đã yêu cầu các loài động vật giúp đỡ, bởi vì phép thuật của anh ấy chỉ có thể thắp sáng vùng xung quanh. Động vật rất tò mò tại sao mình phải giúp. Pháp sư mặt trăng nói với họ, mình không mạnh mẽ như mặt trời, mỗi khi đêm xuống mặt trăng sẽ biến mất. Không có ánh sáng của mặt trăng, tất cả các loài động vật sẽ chìm trong bóng tối. Nếu động vật có thể giúp mặt trăng, sự tích của họ sẽ được nhân loại truyền từ đời này sang đời khác. Những đốm sáng do mặt trăng tạo thành cũng sẽ thắp sáng toàn bộ khu rừng. Nghe mặt trăng nói thế, các loài động vật quyết định giúp một tay. Chỉ cần chúng đi bộ trên mặt băng là có thể thắp sáng bầu trời đêm. Con cừu bước lên đầu tiên, chẳng mấy chốc tảng băng biến thành nhiều chòm sao khác nhau.
Nó đặt chân lên một điểm của chòm sao, con cừu ngay lập tức hóa thân thành chòm sao Bạch Dương. Sau đó mặt trăng vẫy tay, Bạch Dương hy sinh bản thân biến thành chòm sao trên trời. Cùng lúc đó, chim anh vũ và gấu nâu cũng chạy đến tảng băng, biến thành hai chòm sao trên trời. Thế là cả đám động vật đều bay lên trời trở thành chòm sao. Bầu trời tối tăm ban đầu trở nên sáng bừng với những vì sao. Hồ ly nhìn từng người bạn rời đi, hốc mắt nó ẩn ẩn nước. Nó cũng cố gắng hết sức của mình, chặt đến tảng băng, đặt chân lên các điểm của chòm sao. Kỳ lạ là hồ ly không biến hình, cho dù nó thử như thế nào cũng vô ích. Hồ ly vô cùng thất vọng. Lúc này mặt trăng bước tới trước mặt nó nói rằng, mình không thể biến hồ ly thành chòm sao như những con vật kia. Nhưng hồ ly chỉ muốn thắp sáng bầu trời, và đây cũng là giấc mơ duy nhất của nó. Để thực hiện giấc mơ làm ngôi sao của hồ ly, mặt trăng quyết định cố gắng hết khả năng. Chỉ thấy mặt trăng thả ngọn lửa xanh để dẫn đường cho hồ ly. Khi nó dẫm lên tảng băng có ánh sáng xanh, cơ thể thay đổi ngay lập tức, chuẩn bị biến thành chòm sao. Sau khi nói lời tạm biệt với mặt trăng, hồ ly trở thành một vì sao trên trời. Nó đi đến đây thắp sáng đến đó, giúp sinh linh trong bóng tối có ánh sáng. Kể từ đó, sự tích các con vật hy sinh bản thân mình vì người khác được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kiều Kiều từ khi sinh ra đã rất khó chiều. Mỗi ngày mẹ cần mặc quần áo cho bé khi bé thức dậy. Mẹ không mặc quần áo cho thì cô bé sẽ làm nũng. Nhưng mặc váy xong rồi thì Kiều Kiều lại nhờ mẹ đi giày. Nếu không đeo cô bé sẽ tiếp tục ồn ào. Mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo. Hí hí, đừng luôn gọi mẹ những việc con có thể làm chứ. Sắp ăn cơm rồi, đừng ăn vặt nữa. Con không thích. Vì ăn đồ ăn vặt rồi nên cô bé không thèm ăn cơm nữa. Còn đá bay đôi giày mẹ vừa mang cho cô bé. Mẹ nói cô bé từ nhỏ đã thế, lớn lên phải làm sao đây? Kiều Kiều nói cô bé đã lớn rồi, lẽ nào còn biến nhỏ lại được? Nói rồi lặng lẽ đút cá trên đĩa cho mèo con, lại bí mật cho cún con ăn thịt. Thấy chú vịt con đói, cô bé liền mỉm cười, ôm vịt con lên, đặt lên bàn cho vịt ăn cơm trong bát của mình. Ăn hết một bát cơm, vịt nhỏ đã béo lên một vòng, đi đường cũng lảo đảo. Kiều Kiều thấy nó đáng yêu thì muốn chơi cùng. Cô bé từ từ bước đến chỗ vịt nhỏ và vuốt ve nó, không ngờ chú vịt ngày càng to lên. Kiều Kiều không ôm được ngã xuống đất, bàn chân khổng lồ dường như có thể đè bẹp con người bất cứ lúc nào. Cô bé bỏ chạy, đột nhiên một đám mây xuất hiện dưới chân nâng cô bé lên. Những đám mây dần dần biến thành những quả bóng bay đầy màu sắc. Kiều Kiều bên trên đó chơi rất vui. Khi tất cả bóng bay đều nổ, cô bé cũng đến một thế giới xa lạ. Con bọ bên dưới đã phát hiện cô bé, ập tức ấn chuông báo động trên cơ thể, phái chuồn chuồn đến giải cứu. Chú chuồn chuồn nhỏ nhanh chóng bay đến chỗ Kiều Kiều đỡ cô bé, đưa cô bé bay qua những bông hoa, bươm bướm bắt đầu ca vang. Nói với tất cả các loài động vật về sự xuất hiện của cô bé. Có một cô bé rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ đến đây. Thú vị quá, xinh xắn quá. Có một cô bé rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ đến đây. Chuồn chuồn đưa cô bé đi chơi khắp thế giới. Cuối cùng cũng đưa cô bé đến một tòa nhà cao tầng. Những con vật nhỏ đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cô bé, khiến Kiều Kiều hơi xấu hổ. Bươm bướm giới thiệu bạn bè tại đây, ve sầu hát hay nhất, anh bọ rùa ăn khỏe lắm, nhảy múa vô cùng xuất sắc. Cô ong làm việc chăm chỉ nhất, mật hoa của cô ấy rất ngon. Kiến nhỏ chuyên khuân hàng, làm việc không chê vào đâu. Sau khi ăn xong, có một chiếc xe khác đưa cô bé đến buổi biểu diễn tiếp theo. Đây là bài hát chào mừng do ve sầu hát, còn có ong mật chải tóc cho cô bé. Tiếp đến là trang điểm, ong mật lấy má hồng trên mặt, phun tí nước bọt, như thế là có thể gắn lên má Kiều Kiều rồi. Sau khi được phục vụ, Kiều Kiều đã ăn mặc như một nàng tiên. Sau đó là màn biểu diễn của Kiều Kiều và bọ rùa. Khi những động vật nhỏ bắt đầu diễn tấu, bọ rùa xuất hiện đầu tiên. Xem bước nhảy của anh ấy tuyệt diệu làm sao. Anh rời khỏi giày nhưng giày vẫn tự nhảy. Sau đó Kiều Kiều nhảy ra. Điệu múa của cô bé rất đẹp, là điệu nhảy kiểu phương Tây với độ khó cao hơn. Mọi người xem xong vỗ tay hoan hô. Bước tiếp theo là điệu nhảy chung của hai người. Kiều Kiều lúc đầu nhảy múa nhanh nhẹn, nhưng dần dần cô bé không thể chịu nổi, cuối cùng ngất xỉu trên mặt đất, khiến bọ rùa lo lắng vô cùng, vội kéo cô bé đi nghỉ. Kiều Kiều thức dậy, những lời chê trách truyền đến tai cô bé. Tớ còn tưởng là tiết mục tuyệt vời gì, hí hí hài hước thực sự. Kiều Kiều không chịu luyện tập, nhảy múa cũng yếu ớt, chắc chắn là cô bé lười biếng khiến mẹ tức giận. Đúng, cô bé không nghe lời mẹ, bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Kiều Kiều à Kiều Kiều, nhảy múa còn không bằng anh bọ rùa, thật đáng buồn biết bao. Kiều Kiều nghe xong thì buồn bã, nằm trên giường khóc nức nở. Ngày hôm sau cô bé cưỡi một con rùa nhỏ ra ngoài, kết quả lại bị ếch xanh chế giễu, tiểu cô nương xấu tính không nghe lời. Mặc kệ người khác phải vất vả, hình như có chân cũng như không. Tớ vẫn có thể chạy mà. Tôi không tin. Kiều Kiều không phục, hất tóc lên và nhảy khỏi lưng rùa, sau đó bắt đầu chạy. Ốc sên và rùa lập tức theo sau, chúng xuyên qua lá nhanh chóng vượt mặt Kiều Kiều. Tốc độ của chú rùa này nhanh quá, Kiều Kiều không thể bắt kịp cho dù cô bé có cố gắng thế nào. Sau một lúc cô bé bắt đầu chóng mặt, cuối cùng mệt mỏi và khóc lóc trên mặt đất.
Hai con vật thấy cảnh này đành quay lại dỗ cô bé, nhưng Kiều Kiều thấy họ đến liền bắt đầu giở tính xấu, chú rùa định đỡ nhưng cô bé lại đẩy ra. Ốc sên nói khóc không phải là đứa trẻ ngoan, nhưng cô bé vẫn không chịu nghe, thật đáng xấu hổ. Ngày hôm sau chú ong nhỏ đến đón Kiều Kiều đi làm, bươm bướm nói rằng cô bé đó không thể làm được gì cả. Kiều Kiều không phục, ai nói thế, tớ sẽ làm việc. Công việc chính của chú ong nhỏ là đi lấy mật, hút mật hoa bằng miệng, cho vào giỏ xanh, sau đó vô số ong sẽ chuyển mật về tổ. Nhưng Kiều Kiều không làm việc nặng từ nhỏ, khiến tay không hề có sức, khiến rất nhiều giỏ mật hoa tích tụ chỗ cô bé. Mật hoa không thể chuyển bình thường, những chú ong nhỏ lo lắng đành tự làm. Một lát sau, Kiều Kiều đỏ bừng mặt xách một giỏ mật hoa cực nặng, bất cẩn rơi từ trên cao xuống. May mắn thay, mạng nhện đã đỡ được cô bé. Mọi người bắt đầu phàn nàn về cô bé. Kiều Kiều thậm chí không thể làm việc, còn đánh đổ mật hoa. Tất cả là do cô bé quá vô dụng. Chuyện gì cũng phụ thuộc vào mẹ. Ngay lúc đó trời nổi cơn gió mạnh, ong nhỏ bảo cô bé quay lại nhanh lên. Nhưng cô bé chạy nhanh quá quên mất giỏ đựng mật ong. Bạn bè nhắc cô bé quay lại lấy. Kiều Kiều vừa nhớ ra, cô bé mang giỏ mật bước đi khó nhọc trong gió. Sau một lúc cô bé thấy cái giỏ quá nặng, đá nó qua một bên. Nhưng gió mạnh đã thổi quay lại chỗ cô bé. Kiều Kiều khiếp sợ trước cảnh tượng này, cô ấy trốn một mình trong bãi cỏ, cuối cùng bị dồn vào đường cùng, chỉ biết kêu mẹ cứu. Đúng lúc đó giỏ mật ong bay qua, đập mạnh vào lá và hất Kiều Kiều đi, khiến cô bé rơi vào vòng xoáy đen. Tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ của Kiều Kiều. Cô bé đứng dậy và nhìn vào đôi chân trần của mình, vốn muốn gọi mẹ nhưng chợt nhớ đến trải nghiệm trong giấc mơ. Vì vậy cô bé bắt đầu học cách tự xỏ giày. Kiều Kiều bỏ được thói quen xấu, chỉ cần là việc cô bé tự làm được, cô bé sẽ hoàn thành một mình, không khiến mẹ phải phiền lòng. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng không nên nuông chiều trẻ em. Nhiều điều trong cuộc sống phải tự mình học hỏi, nếu không sẽ nuôi dưỡng ra những đứa trẻ không biết điều. Cô bé vô cùng kỳ vọng ngồi cạnh đống rác nhặt nắp chai, chỉ hy vọng có thể nhặt được phần thưởng thêm một chai, uống một hụm nước có ngọt có ga mà cô bé mong muốn. Thực ra nhà cô bé không hề nghèo khổ gì, người bố còn là người duy nhất được học đại học trong làng. Nhưng không biết vì sao, ông bố từ bỏ công việc ổn định không làm, mà lại đi từ chức rồi ngồi bán cua. Là một người có học thức cao, ông bố vẫn chưa thay đổi từ dáng vẻ ban đầu của mình. Không chỉ ngày nào cũng mặc vest đi bán cua, mà đến cả khi nhìn thấy có người đi qua, ông cũng ngại mà không dám lên tiếng chào hàng, chỉ biết cứ thế mà nhìn, hy vọng có người sẽ đến mua. Sau khi về nhà, người vợ liền hỏi tình hình buôn bán hôm nay, nhưng sau khi nghe ông cũng không nói gì, mà quay đầu đi về phòng. Thời gian cứ vậy trôi đi, cua không bán được ngày càng nhiều. Các cửa hàng bên cạnh thấy vậy, còn tưởng ông đặt hàng quá nhiều, vì vậy mỗi ngày mới tồn lại nhiều cua đến thế. Nghe vậy, ông cũng chỉ biết cười đau khổ, và số cua chết mỗi ngày không bán đi được, hầu như đều được ông mang về nhà. Người vợ thấy cứ tiếp tục mãi như này không ổn, liền đưa ra ý muốn chồng kiếm việc làm. Nhưng sau khi nghe vậy ông vẫn không nói gì, chỉ để lại bóng lưng cho vợ. Kể từ đó ông nỗ lực bán hàng hơn, mỗi ngày không quảng bá thì là giảm giá. Nhưng kể cả vậy, số cua buổi tối mang về nhà chỉ có nhiều lên chứ không ít đi. Với thời gian trôi đi, trong nhà chỗ nào cũng là cua, ngay cả ba bữa một ngày cũng là cua hết. Cuối cùng đến một ngày, người vợ không chịu được nữa, cô lớn tiếng mắng chồng. Lúc trước rõ ràng đã nói nếu lỗ thì không làm nữa, nhưng ông vẫn không chịu từ bỏ. Đến bây giờ, tiền trong nhà gần như đã cạn kiệt hết. Ngay cả đám cưới bạn học cũ tuần trước, một chút tiền mừng cũng không có để mà mừng. Nói đến mức, còn lôi cả cái danh học đại học của chồng ra để nói. Nghe vậy, ông chồng cũng bùng nổ rồi. Nói nếu không ở được nữa thì có thể rời đi, sau này đừng có mà lấy một đồng nào của thằng này nữa. Vừa dứt lời, người vợ tức giận hất cốc trà vào mặt chồng. Sau một làn khói bốc lên, ông cảm thấy đời mình như thể cũng biến thành một con cua vậy. Qua chuyện này, sự tranh cãi trong nhà cũng tạm thời lắng xuống. Hôm nay cô bé như mọi khi đi nhặt nắp chai. Nhưng sau một hồi, cô bé liền phát hiện thấy có hai tên đầu gấu đang đánh đập bố mình. Sau khi đánh xong, chúng ném xuống một tờ giấy nợ và cảnh báo ông bố nhanh chóng trả nợ. Hóa ra để làm ăn, ông đã vay không ít tiền. Lúc này, các cửa hàng bên cạnh cũng bắt đầu khuyên nhủ ông bố, nếu không làm được thì thôi bỏ đi. Và người vợ ở nhà lúc này cũng không còn chê trách nữa. Cô đổ hết đống cua mà chồng mang về vào túi, rồi cứ thế thẳng tay vứt chúng vào thùng rác. Và ông chồng cũng cố chấp, ngày nào về nhà ông cũng lục thùng rác, sau đó thì tìm số cua bị vứt đi mang về. Đồng thời, giấy nợ được dán ngoài cửa cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng vào một ngày, gánh nặng nợ nần đã đánh đổ tâm lý phòng ngự cuối cùng của ông. Vào thời khắc này, ông đã bỏ cuộc rồi, ngồi co gối một góc, như thể đang trách cuộc đời bất công. Nhìn bộ dạng thê thảm này của bố, cô bé không chịu đựng được nữa. Sau đó cô bé chạy đi tìm dao cạo, cẩn thận giúp bố cạo râu, rồi sau khi lau sạch thì đeo cà vạt cho bố, để giúp bố lấy lại sức sống. Cô bé bắt đầu dẫn bố xuống nhà kinh doanh, một lần chỉ cần một đồng là bạn có thể ăn hạt óc chó mà không cần dùng tay tách vỏ. Công việc kinh doanh của cô bé rất tốt, chẳng bao lâu đã kiếm được không ít tiền. Cô bé dùng số tiền đó để mua chai nước ngọt mình muốn bấy lâu, sau đó lớn tiếng khoe với mọi người rằng đây là bố mua cho mình. Chưa đợi cô bé vui vẻ được mấy giây, hai tên đòi nợ đã đi đến. Thấy họ nhìn chằm chằm vào mình, cô bé chỉ có thể đưa nắp chai trong tay mình cho họ. Bên trên ấy vậy lại viết tặng thêm một chai, để bảo vệ mong ước đẹp của con gái. Ông bố lập tức lấy cái nắp chai lại, sau đó lấy chiếc thẻ ngân hàng cuối cùng trong túi mình ra, đưa cho bọn đòi nợ. Sau khi về nhà, cơn tức giận của người vợ bùng lên. Hóa ra không biết từ lúc nào,
Ông đã giấu vợ bán nhà đi để trả nợ. Người vợ không biết chuyện tức giận vô cùng. Cô lập tức thu dọn hành lý, muốn rời khỏi ngôi nhà này. Nghe vợ mắng chửi mình, trong lòng ông cũng có nỗi khổ không nói ra được. Ông cũng chỉ là muốn kiếm thêm nhiều tiền để cho vợ con có được cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông đứng dậy và đi thẳng ra ngoài. Rất nhanh, ông đến một nhà hàng chuyên buôn bán cua. Hôm nay vừa hay có một ông chủ lớn muốn nếm thử cua hảo hạng. Cứ thế ông nghĩ một hồi, rồi quyết định bán toàn bộ chân cua của mình cho ông chủ lớn. Cứ vậy, ông đã trở thành món ăn trên đĩa của ông chủ lớn. Không biết đã qua bao lâu, người vợ chạy đến. Cô lớn tiếng chỉ trích người trong quán. Sao lại có thể làm ra chuyện thất đức như vậy? Sau khi nghe thấy tiếng vợ, ông khó khăn đi qua đó, rồi đưa tiền bán chân cua cho vợ. Nhưng ai ngờ người vợ chỉ nhìn một lúc, rồi thất vọng dắt con gái ra ngoài. Mưa gió bão bùng, hai mẹ con lên xe rời khỏi nhà. Còn ông bố thì đuổi theo phía sau không ngừng. Cuối cùng thì gục xuống dưới cơn mưa. Rồi bố cậu thì sao? Ở bệnh viện, hả? Mình còn tưởng ông ấy nghèo luôn rồi. Cua thì đều chết hết rồi. Cua chết rồi, thứ đi theo nó còn là toàn bộ ước mơ của ông bố. Vào giây phút cuối cùng, lý tưởng cũng đã thua hiện thực. Anh đi làm đây. Ông bà thường nói nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Không trở thành cha mẹ, sao có thể hiểu được nỗi khổ của cha mẹ chứ? Cha Mạnh Tử mất sớm từ khi còn nhỏ. Mạnh Tử sống nương tựa với mẹ. Gia đình Mạnh Tử sống ở nông thôn, gần đó có một nghĩa địa, thường có người đến đưa tang. Mạnh Tử ngày bé vô tri, thường chơi đùa với đội mũ đưa tang. Và mẹ Mạnh đã nhìn thấy chuyện này. Con đang làm gì vậy? Đưa tang ạ. Mẹ Mạnh vì muốn cho con có một môi trường phát triển tốt hơn nên đã chuyển đến thành phố khác. Không ngờ hàng xóm lần này lại là một người bán thịt, mỗi ngày đều giết lợn mổ cừu. Mạnh Tử cũng học theo ông ấy, suốt ngày cầm gậy múa may. Mẹ Mạnh lại quyết định chuyển đi. Lần này họ chuyển đến gần trường. Mạnh Tử nghe tiếng đọc sách văng vẳng trong trường thì cũng bị thu hút. Khổng Tử dạy học thì phải ôn tập mới vui vẻ. Khổng Tử dạy học thì phải kèm ôn tập thì mới vui vẻ. Con yêu. Mẹ ơi, con cũng muốn đi học. Mẹ Mạnh bèn gửi Mạnh Tử đến trường bái sư học tập. Lúc đầu Mạnh Tử rất thích đọc sách, mỗi ngày cùng các bạn chăm chỉ nghe giảng, tan học về nhà còn tự ôn tập. Nhưng dần dần Mạnh Tử không thể ngồi yên, thường trốn nhà đi chơi. Mẹ Mạnh cũng rất lo lắng khi thấy con thay đổi. Cho đến một ngày Mạnh Tử trốn học, đi ra ngoài thấy một đứa trẻ đang bứt lông đuôi ngựa. Cậu tò mò đi theo. Thấy đứa bé dùng lông đuôi ngựa làm thành một cái móc bắt ve sầu, cậu bé dễ dàng bắt được một bầy ve sầu, đặt chúng lên miếng ngói rồi nướng. Chỉ một lát mùi thơm bay xa, cậu ngửi mà đói bụng chảy nước miếng. Cậu bé nhặt con ve sầu đã chín và bắt đầu ăn, nói với Mạnh Tử đừng khách sáo. Nhưng Mạnh Tử lắc đầu liên tục không dám thử. Cậu bé lập tức nhặt con ve sầu đặt vào tay cậu. Mạnh Tử sợ hãi bối rối không biết cầm thế nào. Cậu bé phá lên cười vui vẻ. Thấy Mạnh Tử trốn học trở về, mẹ Mạnh hỏi ngay hôm nay con đi đâu. Nhưng Mạnh Tử do dự, bảo mẹ là mình đi học. Khi mẹ nói con ngày càng hư hỏng, Mạnh Tử vẫn còn cãi. Mẹ càng giận, khiển trách Mạnh Tử trốn học lại còn nói dối. Nhưng Mạnh Tử không chịu thừa nhận mình trốn học. Mẹ Mạnh bất đắc dĩ bảo cậu lấy một cái kéo qua. Mạnh Tử cũng làm theo lời mẹ đem kéo qua. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ ơi, mẹ đừng cắt. Mẹ đừng cắt mà. Tránh ra. Nếu con đã không đi học nữa thì mẹ còn dệt vải làm gì? Mẹ ơi, mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ ơi, con sai rồi. Đây chính là sự tích ngừng dệt dạy con. Mẹ Mạnh cuối cùng cũng cảm hóa được con trai. Mạnh Tử cũng đã ăn năn, khắc khổ học hành chăm chỉ. Sau này ông đi khắp các nước, đến quê hương của Khổng Tử để chuyên tâm viết lách, trở thành một bậc thầy về nho giáo, nhà tư tưởng, triết gia nổi tiếng như Khổng Tử. Vì ngọn núi chặn hồng thủy nên người đàn ông vung chòi bổ làm đôi. Người đàn ông này tên là Đại Vũ. Quê hương ông gặp một trận hồng thủy hiếm có. Mưa xối xả kéo dài 3 năm. Một con rồng vàng bay ra khỏi trận lụt, phun một cột nước vào Đại Vũ. Sau một hồi chọc ghẹo, thần long trở lại trong nước. Đối mặt với lũ lụt ngập trời, Đại Vũ đưa dân làng ra sông đắp đập. Nhưng cứ thỉnh thoảng đập lại bị lũ cuốn trôi, người ta đành phải xây dựng lại. Nhà anh đang gặp nguy hiểm, mau về xem sao. Mọi người đang chăm chỉ lao động, làm sao ta có thể về nhà chứ? Nếu như mưa tạnh thì tốt quá. Ta sẽ đến tiên cung để cầu xin nhị lang thần giúp đỡ.
Sau đó Đại Vũ cưỡi mây đến thiên cung, đến phủ đệ của Nhị Lang Thần. Sau một lúc chào hỏi, Đại Vũ bèn nói lý do đến đây. Nhân gian đổ mưa liên tục, lũ lụt khiến người dân lầm than, ông đặc biệt đến đây để nhờ giúp đỡ. Chuyện này dễ thôi. Ông có thể dùng cây roi này để mở núi dẫn nước đi. Đa tạ ngài, ta xin cáo từ, chúc ông trị thủy thuận lợi. Rồi Đại Vũ trở lại nhân gian với một cây roi. Nhìn dãy núi sừng sững trước mặt, Đại Vũ xẻ núi làm đôi. Nước lũ cũng hướng về nơi khác. Nước lui rồi, vẫn không được đâu. Chúng ta không thể ngăn mưa lớn và dòng lũ. Ta chỉ có thể cầu xin Long Vương. Sau đó, Đại Vũ hét lên với dòng sông để gọi rồng, nói rằng ông có chuyện muốn hẹn gặp ở Long Cung. Vẫn Long Vương phái người dẫn đường. Ngay lập tức có một chiếc thuyền rồng đi đến. Đại Vũ nhảy lên thuyền rồng tiến vào đáy biển. Trong nháy mắt thuyền rồng mang theo Đại Vũ đến Long Cung. Long Vương vội vã tiến tới chào đón. Sau khi hai người hàn huyên vui vẻ, Đại Vũ liền nói lý do đến đây. Nhân gian mưa lớn không dứt, lũ lụt khắp mọi nơi, con người đã không thể sống sót. Ta hy vọng Long Vương có thể cho ngừng mưa. Mưa là lệnh của Ngọc Hoàng, hạn hán nên mới cho mưa. Cây trồng có thể phát triển và con người mới có nước dùng. Nếu ta tự ý thu mưa sẽ là tội chống lại thánh ý. Nếu ngài thu mưa, bách tính nhân gian sẽ cầu phúc gấp trăm lần với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nghe lời nguyện cầu của bách tính thì sẽ không trách ngài đâu. Long Vương, ngài hãy tin ta. Được, ta sẽ thu mưa vì bách tính thiên hạ. Sau đó Long Vương mang theo Đại Vũ bay ra khỏi Long Cung đến đất liền. Nhìn mưa như chút nước, Long Vương vẫy tay bầu trời lập tức trong xanh. Nhưng đất đã bị ngập nước, con người không thể tồn tại nếu không có đất đai và thức ăn. Đại Vũ cầu xin Long Vương mang nước lũ ra Đông Hải. Long Vương lúc này liền nói, ta có thể chuyển nước lũ đi, nhưng sau khi xong việc danh xưng Long Vương của ta sẽ lưu truyền mãi mãi. Ông có hứa với ta không? Không có vấn đề gì, Long Vương hãy tin ta. Ta sẽ khiến tên tuổi của Long Vương mãi mãi lưu truyền trên đời. Rồi Long Vương nhảy lên, chắp hai tay lại và vẫy tay thật mạnh. Những ngọn núi bị ông xẻ đôi, dần dần nước lũ được dẫn vào Đông Hải. Người dân thấy nước lũ rút xuống, đồng thanh vỗ tay hoan hô. Lúc này Đại Vũ bước lên, cảm tạ Long Vương đã cứu nhân gian, đồng thời mời ông đến nhà làm khách. Ha 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 ha, không cần khách khí. Để cảm tạ đại ân của Long Vương, từ đó xe ngựa của hoàng đế được gọi là Long Xa, áo mặc trên người gọi là Long Báo, giường để ngủ thì gọi là Long Sàng, mà hoàng đế cũng được gọi là Chân Long Thiên Tử.